cùng tình xưa phai dấu từ một buổi trưa thật buồn mấy sao theo đau về sau thương dấu kín lắm nỗi dị vãng tương lai như thu bóng em đã khuất xa vời một mình lê chân ngắm vai lang thang đường vì mù cười còn gì đâu em ơi từng kỷ niệm nhắc nhở theo tháng năm mong chờ về đâu đến tới với bóng dáng ấy tan theo làn mây giấc mơ này đã phai tàn cuộc tình ra đi vội vàng con tim này này vỡ xin chào tất cả các em nhé. Cái video này hôm nay em sẽ test một con vang cơ cao cấp của bên em, nó rất là cao cấp anh em nhé. Con này mang nhãn hiệu Q9, ở trước thì em cũng đã bán Q8 anh em đã biết rồi, là chất mic và nghe chất âm nhạc của nó thì nghe rất là ok, nó rất là hay. Thì đây cái mẫu vừa rồi thì em mới tập về anh em nhé. Hôm nay test cho một bác khách, bác là Nguyễn Xuân Trình nhé, bác ở Cẩm Thủy Thanh Hóa. Đây, bác lấy của bên em một con NX-Q9 và tặng cho bác một cặp dây ca lông với giá là 2.600.000 đồng anh em nhé. Thì bây giờ anh sẽ test cái chất âm của cái con ta cơ này cho anh em nghe. Em sẽ mở một cái bản nhạc trước nha, và tất cả anh em lưu ý cho em, với con vang này thì nó có cái sử dụng cái khiển đấy, nó rất là ok. Chúng ta sẽ đầu tiên anh em muốn sử dụng được, chúng ta phải nhấn nút set này. Đó, nhấn nút set thì nó sẽ hiển thị cái đèn màu xanh ở cái music anh em nhé. Đó, chúng ta sau đó anh em muốn tăng giảm đúng không ạ, tăng giảm tiếng nhạc đấy. Em sẽ mở nhạc cho anh em. Đó, đây là sẽ là mở nhạc anh em nhé. To nhỏ là ở trên kiểu hết đúng không ạ. Đây. Đó. Đó. Và bây giờ em sẽ test cái chất mic này. Mic muốn to nhỏ thì cũng ở trên kiểu này hết anh em nhé. Rất là hay. Anh em nhấn nút set, nhấn khi đèn xanh nó hiện sang cái mic này là sử dụng được. Đây. Đó. Bây giờ em sẽ cho tiếng mic to lên một chút này. Tiếng echo của nó rất là mềm mại em nhé, tiếng vật rất là sạch. Với con vang này chúng ta karaoke thì trong gia đình rất là hay, đặc biệt là dành cho những em thích chỉnh tay đó. Bây giờ em sẽ mở nhạc cho anh em, mở nhạc cho anh em nhé. Với con vang này thì về thì bác ghép trên cũng đẩy hai kênh thì em sẽ tặng cho bác một cặp dây ca lông. Đó, tặng trên một cặp dây ca lông anh em nhé. Và với con vang này thì đằng trước anh em để ý là em nó có ba cổng mic này. Đó, mặt đằng sau thì nó cũng có ba cổng mic anh em nhé, trong đó là có hai cổng mic để anh em cắm rắc ca lông để chơi chuyên nghiệp, và một rắc 6 ly đó để chúng ta chơi chung cổng mic. Đó, nó rất nhiều những cổng mic để cho anh em cắm. Về con vang này thì như anh em để ý cho em ở đây thì nó là chỉnh to nhỏ đấy, chỉnh to nhỏ cho từng cổng mic một anh em nhé. Và tiếp theo nút stereo này, nút stereo này anh em nhé. Anh em lúc nào cũng phải nhấn vào cho em để cho nó hiệu ứng stereo. Còn cái nút dưới là nút FPK, đó là chống hú, đó là nút chống hú anh em nhé. Khi bộ dạng anh em mà nó bị hú zip thì anh em nên nhấn vào, còn đâu nếu không bị hú zip thì anh em tốt nhất nên nhả ra cho em, như thế cái tiếng mic của nó sẽ hay hơn, nó sẽ bay hơn, nó sẽ không bị gặm tiếng anh em nhé. Còn chỉnh với con vang này chỉnh nó rất là dễ thôi. Ở đây nó có chỉnh phần reverb này, delay này, repeat này, ở đây em đã chỉnh chuẩn rồi nhé. Em đã chỉnh chuẩn rồi, kể cả cái phần mic này cũng vậy, bass tune check này em đã chỉnh chuẩn rồi. Thì anh về anh chỉ việc kết nối xuống cục đẩy của anh và anh mở nhạc karaoke là xong. Đó, rất đơn giản thôi. Đấy. Còn với cái này, cái con chuông này nó là cái gọi là giới hạn đường music, đường mic và đường effect, nó là giới hạn anh em nhé. Giới hạn, chúng ta có thể giới hạn trên này. Đó, chứ là chỉ nhấn vào này. Đó, anh em nhìn thấy không ạ, nó giải dần nháy nhé. Anh em có thể giới hạn cho đường music này ở lên tầm 50 chẳng hạn thì đều được anh em nhé. 50 cần nhấn vào đấy, là ok, mở đường mic cũng vậy. Đó, rất đơn giản thôi. Thì ở đây cái đường music đây thì em cũng đã chỉnh chuẩn rồi. Balancer, tân hoa, nói chung là cái này nó không có xa
xa lạ với anh em nữa rồi. Ở đây về cái đường nhạc đầu vào anh em để ý cho em, nó có cổng POD, TGM, Bluetooth, báo vị cổ. Anh em mà kết nối với cổng quang, kết nối từ TV xuống thì anh em lên chấn. Đấy, anh em lên chấn tập Bluetooth, optical cho em nhé. Đó. Còn đâu nếu mà anh em dùng dây 3.5 ra AV kết nối với TMG thì anh em nhấn vào nút TMG. Như thế thì nó mới ra được nhạc. Đấy, anh em lưu ý cho em lúc này nhé. Tiếp theo thì đây nó là cái effect. Anh em muốn vang nhạc nhiều hay ít là nó cũng là ở cái này nè. Đó, anh em giảm đi là 5, 6, 7, đúng không ạ? 5, 6, 7 như vậy, đúng không ạ? Thì nó sẽ không có tiếng E, không còn tiếng vang nhạc nữa nha anh em nhé. Cái này anh em lúc nào cũng phải để cho em 5, 6, 7 để cái tầm mức 5, 2 là ok nhất anh em nhé. Đó, đó. Cái phần mic này thì chỉnh to nhỏ thì cái này cũng tùy ta anh em, mà cũng tùy từ không gian gia đình nhà mình đúng không ạ? Đường cái đường music này cũng vậy, music này cũng vậy nhá. Đó. Nói chung là con vang này chỉnh rất là dễ, chỉnh tay rất là đơn giản thôi, và chất âm rất là hay, nhất là tiếng echo của nó thì em nghe anh em đã biết rồi đúng không ạ? Rồi ok, thì hôm nay em làm cái video để test hàng cho bác, để cho bác yên tâm hơn trước khi gửi hàng đóng đi cho bác. Xin cảm ơn anh đã tin tưởng vào một hàng của bên em. Rồi ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh.